Thưa quý khán giả và các đồng chí, vượt qua nhiều chướng ngại vật liên hoàn, thể hiện khả năng bắn chính xác trên nhiều loại vũ khí khí tài hiện đại. Nội dung thi diễn ra cả ngày lẫn đêm. Đó là những phần thi mà đội tuyển pháo thủ giỏi, khẩu đội súng cối sẽ tham gia tranh tài tại Hội thao quân sự quốc tế Army Games năm 2021. Sáng tạo, linh hoạt, khắc phục mọi khó khăn trong quá trình luyện tập. Các tuyển thủ của binh chủng pháo binh đang nỗ lực luyện tập với ý chí quyết tâm cao nhất, giành thành tích tốt nhất về cho quân đội Việt Nam trong lần thứ hai tham dự tại đấu trường quan trọng này. Được tổ chức lần đầu vào năm 2015, đến nay, Hội thao quân sự quốc tế đã không ngừng phát triển, mở rộng về quy mô, nội dung và lãnh thổ tổ chức các môn thi. Trở thành một trong những sự kiện quân sự đa phương quan trọng nhất trong năm. Đây cũng là cơ hội để quân đội các nước thi đấu, giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau. Qua nhiều lần tham dự, các đội tuyển quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định và chứng tỏ được trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và trí tuệ trên đấu trường quốc tế. Năm 2020 là lần đầu tiên đội tuyển của binh chủng pháo binh tham gia tranh tài tại Army Games. Tuy nhiên, các tuyển thủ đã thi đấu rất ấn tượng và giành vị trí thứ tư của bảng xếp hạng. Đây vừa là động lực, vừa là thách thức đặt ra cho đội tuyển khi tham dự Army Games năm nay, dự kiến sẽ diễn ra tại Kazakhstan. Có rất nhiều thay đổi so với năm 2020. Ngay từ trang bị, đó là từ xe bánh lốp chuyển sang xe bánh xích, và các cái vật cản trong quá trình bài tập, quy chế của hội thi cũng đã được thay đổi rất nhiều. Chính vì vậy mà chúng tôi đã phải tổ chức luyện tập và lên phương án một cách hết sức khoa học, tỉ mỉ. Rút kinh nghiệm từ những lần thi trước, công tác chuẩn bị cho đội tuyển pháo binh năm nay được thực hiện từ rất sớm. Ngay từ khi nhận được chủ trương của Bộ Quốc phòng, binh chủng pháo binh đã thành lập ban chỉ đạo, tuyển chọn vận động viên. Giống như các đội tuyển khác, lựa chọn nhân lực luôn là vấn đề quan trọng, tiên quyết đối với ban huấn luyện. Từ 40 đồng chí được triệu tập từ lực lượng pháo binh tại các quân khu, quân đoàn, cuối cùng, đội tuyển thi đấu Army Games chính thức được thành lập với 23 đồng chí, trong đó vận động viên có 15 người. So với những năm trước, sức trẻ được xem là một thế mạnh của đội tuyển năm nay, bởi đa phần các thành viên trong đội đều ở độ tuổi dưới 27. Ngay từ khâu tuyển chọn con người cho đội tuyển đã được rà soát rất kỹ. Nòng cốt là những đồng chí đã có cái thành tích cao tại Liên bang Nga năm 2020. Ngoài bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao, chúng tôi còn chú trọng đến những đồng chí phải có kỹ thuật chuyên ngành pháo binh giỏi, khả năng sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị như là súng diệt tăng B41, trung liên BKT và súng tiểu liên AK. Mặc dù trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng các tuyển thủ đã nỗ lực không ngừng khắc phục mọi điều kiện khó khăn về thời tiết, thao trường, vũ khí trang bị kỹ thuật với tinh thần và quyết tâm đạt thành tích cao nhất tại đấu trường quan trọng này. Các vật cản, nơi thực hiện bắn các khí tài như súng cối, PKT, B41, được binh chủng pháo binh bố trí liên hoàn, đảm bảo sát thực, gần giống với các nội dung thi tại Army Games 2021. Năm nay, cuộc thi pháo thủ giỏi khẩu đội súng cối được chia làm 3 giai đoạn. Cuộc đua cá nhân, đua nước rút ban đêm và phần thi khẩu đội tiếp sức, với độ khó tăng cao, sự thay đổi về trang bị khí tài, đòi hỏi các pháo thủ phải nắm chắc kỹ năng, hành thạo sử dụng các vũ khí và đặc biệt phải phối hợp thật ăn ý. Ba giai đoạn này thì độ khó và mức độ yêu cầu đòi hỏi ngày càng tăng lên, trong đó là giai đoạn thi tiếp sức. Ở đây đòi hỏi hành động hiệp đồng giữa hai khẩu đội tham gia thi đấu phải hết sức nhịp nhàng và khẩn trương. Nó đòi hỏi mỗi một khẩu đội khi tham gia thi đấu
phải hoàn thành được nhiệm vụ mà khẩu đội của mình được giao. Bên cạnh đấy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ khẩu đội của mình thì phải có sự hiệp đồng với khẩu đội tiếp theo để làm sao giảm ngắn được thời gian khi tiếp sức. Ngay từ sáng sớm, các pháo thủ bắt đầu với các bài tập thể lực quen thuộc để tăng sức nhanh, sức mạnh, sức bền. Bên cạnh những nội dung rèn luyện thể lực quen thuộc như chạy từ 1.500 đến 3.000 mét, nâng tạ, co tay xả đơn, xả kép, kéo lốp. Các vận động viên sẽ luyện tập thêm những bài tập về tiền đình. Bài tập này sẽ giúp cho tuyển thủ rèn luyện được hệ thần kinh, tiền đình, giảm được khả năng chóng mặt khi vượt qua các vật cản trên tuyến đường đua dài 4 km. Thực tế trong quá trình tổ chức thi đấu thì ngoài bắn súng bộ binh thì bắn cối là một trong những nội dung rất tốn thể lực, bởi chúng tôi phải mang vác nặng và di chuyển trên nhiều địa hình gồ ghề và rất là phức tạp. Nên là yếu tố sức khỏe là quyết định đến việc hoàn thành bài thi ở mức độ tốt nhất. Để làm quen với sự chênh lệch về múi giờ, thời gian huấn luyện được các huấn luyện viên bố trí vào nhiều khung giờ không cố định trong ngày. Luyện tập trong điều kiện thời tiết nắng nóng, có những ngày nhiệt độ lên tới hơn 40 độ, đòi hỏi ở mỗi vận động viên không chỉ là sự nỗ lực cố gắng gấp 3, 4 lần so với bình thường, mà còn đòi hỏi một ý chí, tinh thần thép cao độ. Vào giai đoạn tháng 6, tháng 7, thời tiết rất là nắng nóng, diễn biến phức tạp. Thì để tăng cường sức khỏe, thì ban huấn luyện đã xác định là bổ sung thêm cái lực lượng quân y để phòng chống say nắng, say nóng. Ngoài ra là bảo đảm tiêu chuẩn, chế độ ăn uống anh em hợp lý. Chúng tôi tổ chức kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Đặc biệt là trong mùa Covid, chúng tôi ngoài cái việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên thì còn đo nhiệt độ thân nhiệt. Lực lượng này do đồng chí quân y phụ trách, đó rất là thường xuyên và có đăng ký cụ thể tỉ mỉ. Sau khi mà bảo đảm thể lực tốt thì mới ghép vào tổ chức huấn luyện các chuyên ngành khác và đặc biệt là về bắn súng hoặc như cối. Theo quy chế thi của nội dung pháo thủ giỏi khẩu đội súng cối, mỗi quốc gia được cử 3 kíp thi đấu, gồm 2 đội thi đấu chính và 1 đội dự bị. Trên tuyến đường dài 4 km bố trí nhiều chướng ngại vật khác nhau, các khẩu đội sẽ thể hiện khả năng bắn trúng các mục tiêu với pháo cối 120mm, súng máy PKT, súng B41 và súng trường AK-74. Thời gian phần thi bao gồm cả ngày lẫn đêm, mô phỏng kịch bản tập kích mục tiêu và tự vệ của khẩu đội cối. Trong quá trình thi đấu tại hội thao, các trang bị khí tài đều do nước chủ nhà bảo đảm. Đây cũng là một thách thức đối với các đội tuyển vì phải mất thời gian làm quen với khí tài mới. Do vậy, để khắc phục những khác biệt giữa điều kiện huấn luyện và thi đấu, ban huấn luyện tập trung huấn luyện khả năng làm chủ chuyên sâu, chuyên nghiệp trong khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật của các vận động viên. Đối với vận động viên thì chịu áp lực ngoài về mặt thời gian thôi, thì áp lực về mặt tiếng nổ của đạn và vũ khí trang bị tương đối lớn. Chính vì vậy mà để khắc phục được vấn đề về tâm lý do tiếng nổ, do ảnh hưởng của vũ khí trang bị đối với vận động viên, thì trong quá trình tiến hành tổ chức luyện tập thường ngày trên thao trường thì ban huấn luyện chúng tôi thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở cũng như truyền thụ kinh nghiệm cho vận động viên để thực sự bình tĩnh khi mà thực hiện thao tác, nhất là trong các buổi bắn đạn thật. Nếu như tại hội thao Army Games 2020, đội tuyển pháo binh sẽ sử dụng xe vận tải quân sự Uran, thì năm nay, các tuyển thủ sẽ thực hiện các nội dung thi với xe bọc thép hạng nhẹ đa năng MTLB. Các vật cản như vượt qua đường zig zag, qua cầu vệt, bãi mìn được ban tổ chức bố trí liên hoàn, độ khó của các vật cản được gia tăng dần. Để tuyển thủ có thể thành thục động tác lái vượt vật cản, quá trình huấn luyện thường được chia làm 2 giai đoạn, lái phân đoạn và lái tổng hợp. Vượt qua được 4 chướng ngại vật một cách thông suốt thì trong quá trình mình luyện tập là đòi hỏi là lái xe phải tập trung cao độ, phối hợp nhịp nhàng cùng với lại các số. Qua những ngày luyện tập hàng ngày tự rút kinh nghiệm ra và để cho nó đạt được những cái kết quả như là mình mong muốn. Vượt qua các chướng ngại vật trong thời gian nhanh nhất, không phạm quy hay làm đổ các chướng ngại vật chưa phải là khó khăn nhất với Thượng úy Lê Xuân Quân. Theo chia sẻ của Thượng úy Quân, lái xe trong điều kiện đêm tối ở vòng thi thứ 2 mới thật sự là thách thức lớn.
vừa bị hạn chế về tầm nhìn, vừa không có điều kiện được làm quen với thao trường. Do vậy, để xe vượt qua các chướng ngại vật một cách thuận lợi, tuyển thủ được huấn luyện theo một số quy tắc bắt buộc và phải thao tác chính xác các động tác cần thiết như tăng chân ga, giảm chân ga đúng thời điểm. Huấn luyện trong môi trường khắc nghiệt như vậy, chịu đựng sức nóng hầm hập cộng với tiếng ồn lớn, độ rung sóc mạnh, đòi hỏi các pháo thủ không chỉ có sức khỏe dẻo dai, bền bỉ, bản lĩnh chính trị, tâm lý vững vàng, mà còn là tinh thần hiệp đồng, sự đoàn kết nhất trí cao giữa các thành viên trong kíp xe. Đòi hỏi ở đây cần sự đoàn kết rất lớn và sự hiệp đồng trong khẩu đội. Các số phải kết hợp với nhau để thao tác. Ở đây đối với tôi bắn B1, ngoài ra còn có cả pháo thủ số 1 kết hợp để lạp đạn cho tôi. Và để khi mà pháo thủ số 1 hoàn thành nhiệm vụ là tôi có thể là kết thúc phát bắn được ngay. Theo quy chế, trên tuyến đường dài 4 km, sau khi vượt qua các chướng ngại vật, pháo thủ sẽ triển khai thực hiện nội dung bắn cối 120mm, súng máy PKT và hai vũ khí cá nhân là AK-74 và B-41. Trong đó, nội dung thực hành bắn cối 120mm được xem là nội dung khó nhất. Các bạn đã biết, thì đối với súng PKT, súng B-41 và súng tiểu liên AK, thì đường đạn của nó là đường đạn bắn thẳng. Đấy, nó không chịu ảnh hưởng của cái nhiệt độ không khí cũng như là điều kiện khí tượng quá lớn. Thế tuy nhiên là đối với cối 120 thì là đường đạn cầu vồng, ta bắn từ dưới lên trên, độ cao đường đạn rất là lớn, chịu ảnh hưởng của rất nhiều cái điều kiện khí tượng, đặc biệt là điều kiện khí tượng về gió và nhiệt độ không khí. Tuy nhiên là ban huấn luyện cũng như là đội tuyển đã dần dần khắc phục được các khó khăn đấy, và kết quả của chúng tôi đạt được qua các lần kiểm tra thì cơ bản là cũng được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là cái nội dung về bắn cối. Trong các buổi huấn luyện trên thao trường, hành động của từng khẩu đội luôn đòi hỏi phải khẩn trương, chính xác, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ từ khẩu lệnh của khẩu đội trưởng đến hành động của các pháo thủ. Trong quá trình tổ chức lấy phần tử bắn thì cái việc ngắm bắn của đồng chí số 1 là hết sức quan trọng. Động tác, thời gian chúng ta có nhanh hay không là do đồng chí số 1 việc tổ chức ngắm bắn cũng như là việc phối hợp đối với số 2 để tổ chức cân bằng bọt nước làm sao đưa đường tin chữ thập và chính xác đối với mục tiêu và đạt cái thời gian nhanh nhất. Nhiệm vụ xác định phần tử, tọa độ, mục tiêu trước khi triển khai hỏa lực pháo binh đòi hỏi độ chính xác rất cao. Chỉ sai lệch vài ly giác là viên đạn đã chật mục tiêu. Vì vậy, các pháo thủ khi đọc số, lấy phần tử trên kính ngắm phải thật chuẩn ở vị trí thăng bằng mới bảo đảm thống nhất giữa góc bắn thực tế với phần tử trên kính. Nếu chúng ta tính toán sai hoặc là phán đoán sai bất kỳ một cái yếu tố nào thì sẽ ảnh hưởng đến cái phần tử bắn trúng mục tiêu. Thiết bị công sự và thiết bị bàn đế là một cái yếu tố thứ ba ảnh hưởng đến cái việc đưa viên đạn đến trúng mục tiêu. Vì vậy là đối với khẩu đội trưởng là người trực tiếp thực hiện các nội dung tính toán và quyết định phần tử đối với khẩu đội, có thể chúng ta vận dụng được những cái lượng sửa riêng của từng khẩu cối một, nó sẽ khác nhau để đưa viên đạn chính xác được đến mục tiêu. Tầm 720, độ hướng 3003. Ngắm chính xác mục tiêu. Có điểm ngắm. Đạn 3 phát, phát 1 chuẩn bị. Phản xạ nhanh, cơ động linh hoạt, thao tác chính xác là những yêu cầu đặt ra cho các pháo thủ trong từng khẩu đội. Với nội dung hạ mục tiêu bằng súng B-41 và tiểu liên AK, mỗi loại súng lại đặt ra một yêu cầu độ khó khác nhau. Kỹ năng bắn súng B-41 này, một là đầu tiên là ta xác định được cái tốc độ gió ở đây lớn hay bé để ta sửa bắn. Cái thứ hai là động tác giương súng là ta phải thật chắc chắn, giữ súng chắc chắn. Đồng thời động tác bóp cò ta phải ngắm bắn và động tác bóp cò phải êm dần đều cũng như giống như của AK để làm sao kết thúc phát bắn được, đạt được cái kết quả cao nhất. Trong suốt quá trình tập luyện, toàn đội đã tích cực phát huy tinh thần tự học, tự rèn mọi nơi mọi lúc. Quan sát phát hiện mục tiêu, hướng, đường vận động, ước lượng cự ly để bắn là những kỹ năng tự rèn được các xạ thủ tập đi tập lại rất nhiều lần.
các xạ thủ cũng tự rèn khả năng xác định thời tiết, nhiệt độ, tốc độ gió để ngắm và lựa chọn cự ly bắn cho phù hợp. Mỗi lần bắn trượt mục tiêu, cả khẩu đội phải chạy một vòng phạt. Do đó, kỹ thuật bắn trúng mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu tiên được xem là yếu tố rất quan trọng. Để có thể tiêu diệt được mục tiêu ngay từ những loạt đạn đầu, thì đòi hỏi trong quá trình huấn luyện, chúng tôi đã tổ chức huấn luyện cho vận động viên một cách căn bản, cơ bản nhất, từ huấn luyện phần lý thuyết thao tác binh khí. Bên cạnh đấy thì trước khi tổ chức bắn đã thật, thì chúng tôi cũng tổ chức huấn luyện cho vận động viên về cách hiệu chỉnh về phần vũ khí trang bị, đặc biệt hệ thống súng và kính của PKT ở trên xe thiết giáp. Tôi nhắc vận động viên phải luôn luôn quan sát hệ thống điểm chạm hoặc các điểm dấu ở trên vị trí mục tiêu để từ đấy mà điều chỉnh điểm ngắm, điều chỉnh thước ngắm cho phù hợp. Với mục tiêu rút ngắn thời gian sau mỗi bài tập và bắn chính xác mục tiêu ngay ở loạt đạn đầu tiên, trong suốt quá trình tập luyện, các tuyển thủ đều phải cố gắng nỗ lực từng ngày vượt qua giới hạn chính mình, nỗ lực nâng cao trình độ, kỹ năng yếu lĩnh trong từng phần thi. Duy trì huấn luyện nghiêm, thành thạo tính toán phần tử pháo binh và kỹ năng bắn chính xác là nền tảng vững chắc góp phần giữ vững tâm lý và nâng cao bản lĩnh của từng pháo thủ khi vào thi đấu. Bản thân tôi đã tích cực rèn luyện về động tác cơ bản, động tác giương súng, động tác giữ súng, động tác ngắm bắn và động tác bóc cò. Kết hợp với đó là phải rèn luyện về thể lực, rèn luyện về cái bản lĩnh để làm sao thật là bình tĩnh, tạo được cái tâm lý tốt nhất khi bắn. Đồng thời với đó là qua những cái buổi kinh nghiệm bắn thì biết được cái tốc độ gió để ta sửa bắn cho tốt. Chứng kiến một buổi tập của các pháo thủ, chúng ta có thể cảm nhận rõ ý chí và tinh thần quyết tâm rèn luyện nghiêm túc của các tuyển thủ qua từng đường ngắm, từng động tác và nhịp thở trên thao trường rền vang tiếng súng. Phát huy được tinh thần đoàn kết, hiệp đồng trong khẩu đội để làm sao chúng ta tổ chức thao tác các cái nội dung, đặc biệt là nội dung bắn cối 120 là cái nội dung quan trọng nhất trong cái bài thi của chúng tôi. Thì làm trên cương vị là người khẩu đội trưởng thì tôi đang tích cực tổ chức là tích lũy thêm kinh nghiệm cũng như kiến thức để làm sao tổ chức chỉ huy được khẩu đội linh hoạt, nhịp nhàng và đạt cái kết quả cao nhất trong cái hội thao tới đây. Vấn đề huấn luyện 1. Ngoài trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong chuyên ngành, ban huấn luyện đã chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho các tuyển thủ. Các buổi học tập giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Nga vẫn được duy trì đều đặn, giúp tuyển thủ tự tin trong giao tiếp khi hoạt động trong môi trường quốc tế. Với nỗ lực không biết mệt mỏi, khắc phục hàng loạt khó khăn về trang thiết bị, khí tài, điều kiện huấn luyện, đội tuyển pháo binh Việt Nam đang nỗ lực luyện tập với ý chí quyết tâm cao nhất, giành thành tích tốt nhất về cho quân đội Việt Nam trong lần thứ hai tham dự tại đấu trường quan trọng này. Thông qua lần tham dự hội thao quân sự quốc tế Army Game năm 2021, thì toàn đội tuyển chúng tôi quyết tâm để giành thành tích tốt nhất khi tham dự hội thao quân sự quốc tế tại nước bạn. Bên cạnh đấy, thì ngoài việc tham gia hội thao quân sự, thì chúng tôi muốn được truyền tải, muốn được thể hiện hình ảnh của lực lượng pháo binh nói riêng và hình ảnh của quân đội nhân dân Việt Nam nói chung đối với bạn bè quốc tế. Để đạt được những thành tích cao trên đấu trường quốc tế, đó là thành quả của cả một quá trình huấn luyện, rèn luyện lâu dài, bền bỉ, với nhiều khó khăn gian khổ khắc nghiệt của các tuyển thủ trên thao trường. Háo hức, hứng khởi và tràn đầy sự tự tin, đó là tâm lý chung của các thành viên trong đoàn quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và với các pháo thủ của đội tuyển pháo binh nói riêng. Với sự chuẩn bị chu đáo, tập luyện kỹ lưỡng, tinh thần quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, chúng ta hoàn toàn tin tưởng và kỳ vọng về những thành tích cao toàn đội sẽ đạt được tại Hội thao quân sự quốc tế năm 2021.